đây mình chia sẻ với các bạn cách làm phân hữu cơ tại nhà mà không tốn tiền mua nguyên vật liệu. Trong lượng rác sinh hoạt mà chúng ta thải ra hàng ngày đó các bạn, có rất là nhiều cái sát bã thực vật như là vỏ rau củ quả từ nhà bếp, cây dại, cỏ, hoa, lá cành mà chúng ta tỉa bỏ ở trong vườn. Tất cả những cái sát bã thực vật này là cái nguồn nguyên liệu hữu cơ tự nhiên rất là tốt mà chúng ta không nên bỏ phí, hãy tận dụng chúng để tạo ra một cái phân hữu cơ tự nhiên để bón cho cây, làm tăng cường cái hệ vi sinh vật có lợi trong đất, giúp cho đất tơi xốp, màu mỡ, làm cho bộ rễ cây phát triển khỏe mạnh. Từ đó thì khu vườn của chúng ta luôn xanh tươi. Trồng theo phương pháp hữu cơ giúp bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Để ủ phân hữu cơ tại nhà mình cần chuẩn bị 3 cái thùng như thế này các bạn. 2 cái thùng có nắp đậy kín để chứa sát bã thực vật. 1 cái thùng để chứa đất như thế này. Mình sử dụng đất sau khi đã trồng cây, trồng rau hoặc là mình lấy đất từ trong vườn nhà. Điều quan trọng là mình phải xử lý cái đất này cho nó sạch mầm bệnh trước khi đưa vào ủ phân nha các bạn. Cách xử lý cũng đơn giản, mình chỉ cần trải đất ra, tưới nước vôi vào đất và phơi nắng 7 ngày là được nha các bạn. Trước khi mà xử lý đất, mình cần kiểm tra trong đất nó có dung đất thì mình lấy lại dung đất mình để dành nha các bạn. Nó rất là tốt, rồi sau đó mình mới xử lý. Mình dùng thùng xốp cỡ lớn và dằn kín nắp để tránh chuột bọ các bạn. Sát bã thực vật từ nhà bếp và những cái cây dại, cỏ, rồi hoa lá rơi rụng trong vườn mỗi ngày phát sinh đó, mình tập trung vào trong cái thùng này. Vỏ trứng là có nhiều canxi nè các bạn, trà, cà phê, vỏ chuối thì nó có dồi dào kali, rất là tốt cho cây trong cái thời gian đơm hoa kết trái ha. Vỏ thơm, vỏ thanh long đu đủ, vân vân, là những cái loại này nó có nhiều đường các bạn. Nó cũng giúp cho lên men và tạo một cái men vi sinh để mà phân giải những cái chất hữu cơ này nhanh các bạn ha. Rồi cỏ xanh, cỏ khô, đây là một cái nguồn đạm rất là tốt cho đất, bổ cho cây. Còn cái thùng này á, mình có thể sử dụng là cái thùng sơn hoặc là một cái xô có nắp đậy kín. Mỗi ngày mình vo gạo các bạn, mình chắc cái nước vo gạo vào đây. Sau từ 5 đến 7 ngày á, thì nó lên men. Các bạn thấy cái màng men ở trên mặt không? Nó là một cái loại men vi sinh tự nhiên cực kỳ tốt. Nó tạo một cái môi trường vi sinh vật có lợi trong đất và nó cũng giúp cho cái việc ủ phân này đó, nó mau phân hủy những cái sát bã thực vật này đó các bạn. Chừng khoảng 5 đến 7 ngày là nó sẽ đầy được nửa cái thùng này. Và lúc đó là cái lúc mà mình sẽ tiến hành ủ phân các bạn ha. Sau đây mình sẽ tiến hành ủ phân cho các bạn xem. Bây giờ mình bắt đầu ủ phân nha các bạn. Mình dùng kéo để nhấp cắt ngắn những cái vỏ rau củ quả nè, cho nó nhỏ nhỏ lại để cho nó mau phân hủy ha các bạn. Trong quá trình mà mình giữ lại, mình để dành mỗi ngày á, cái sát bã thực vật này á, thì mình cũng dùng kéo mình cắt cho nó ngắn, nó nhỏ bớt đi. Ok. Cái vỏ trứng này thì mình bóp cho nó nhuyễn ra, bóp cho nó nhanh phân hủy nha các bạn. Cái vỏ trứng này nè, nó cung cấp canxi cho cây rất là tốt. Ok, bây giờ mình sẽ sang cho nó bằng ha. Rồi, mình sẽ đổ đất lên. Mình phủ đất cho nó kín hết cái sát bã thực vật này nè các bạn ha. Nó càng kín thì càng tốt.
Sau đó thì mình sẽ đổ cái nước vo gạo lên. Chủ yếu là mình lấy cái phần men trong nước vo gạo các bạn ha. Mình tưới lên. Mình tưới ít thôi các bạn. Mình tưới để nó có cái độ ẩm. Ủ phân này không được để ướt các bạn ha. Nếu mà ướt quá thì nó khó diễn ra những cái phản ứng hóa học để mà nó phân hủy tốt các cái chất hữu cơ này. Và trong cái sắc bã thực vật á, nó cũng có nước, trong quá trình mà nó phân hủy á, thì nó ra nước và nó thấm vào đất. Như vậy cũng đủ độ ẩm rồi. Do đó là cái nước vo gạo mình đổ rất là ít thôi. Xong rồi bây giờ mình đậy kín lại nha các bạn. Mình đậy hoặc là kín ha. Và mình để nơi thông thoáng, không có nắng, cũng không có mưa rơi vào nha các bạn. Mình đậy kín và để nơi thông thoáng ha. Sau một tuần á, thì mình sẽ trộn nó lên. Và cứ mỗi tuần mình trộn một lần, trộn đều một lần các bạn. Sau 2 tháng thì có thể đem ra sử dụng các bạn. Thùng này đó là mình đã ủ được một tuần các bạn. Sau một tuần thì các cái sắc bã thực vật này nó bắt đầu phân hủy. Nó ra nước các bạn, nó làm ướt hết cái đất ha. Nó bắt đầu phân hủy. Nó rất là tốt các bạn. Không có hôi, cũng không có dòi. Bắt đầu phân hủy. Bây giờ mình trộn đều nó lên. Nó cũng đang sinh nhiệt các bạn. Mình để cái tay sát vô thì nó nóng. Nó nóng ấm. Ở trong sắc bã thực vật nó có rất là nhiều nước các bạn. Cho nên khi mà mình ủ thì mình dùng đất khô các bạn, không cần dùng đất ướt đâu. Mình dùng đất khô để những cái nước ở trong cái rau củ quả nó ra đó, nó thấm vô đất đó. Là nó đủ độ ẩm vừa phải thì nó phân hủy rất là tốt, không có cần phải ướt quá. Ok, bây giờ mình trộn đều rồi ha. Mình tiếp tục đậy kín và mình để mình ủ tiếp. Cái mẻ phân này là mình ủ được 1 tháng rồi các bạn. Bây giờ mình mở ra kiểm tra nha các bạn. Ồ, sau 1 tháng thì các cái sắc bã thực vật nó cũng phân hủy hết rồi các bạn. Nó không có mùi hôi, không có dòi các bạn. Nó phân hủy hết rồi. Để mình kiểm tra xem là nó còn sinh nhiệt không ha. Trong quá trình mà nó phân hủy đó, nó diễn ra các cái phản ứng hóa học, nó sinh ra nhiệt và cả khí nữa các bạn. Khi mà nó diễn ra những cái đó là mình biết là cái quá trình mà phân hủy phân hữu cơ rất là tốt rồi các bạn. Nó còn ấm ấm, còn nóng nóng ấm ấm đó các bạn. Mình bây giờ mình cũng trộn đều lên ha. Trộn đều lên rồi mình sẽ tiếp tục ủ cho đến khi nào mà nó cái nhiệt độ nóng nó giảm dần ha. Cho đến khi nó nguội nguội thì mình có thể đem ra sử dụng. Rồi, bây giờ mình trộn đều rồi, đậy lại các bạn. Cái mẻ phân này là mình ủ được 2 tháng rồi các bạn. Bây giờ mình dỡ ra kiểm tra nha các bạn. Nó đã phân hủy hết rồi đây nè các bạn.
Mình vừa chia sẻ cách ủ phân hữu cơ tại nhà từ sát bã thực vật và nước vo gạo. Chúc các bạn làm thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh và chia sẻ các bạn nhé. Xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thích vườn hữu cơ, hãy nhấn like, nhấn subscribe để đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo các bạn nhé.